Biden áp đặt và không áp đặt các lệnh cấm vận. Những cáo buộc Andrew Cuomo quấy rối tình dục và tiến sĩ Sus bị tẩy chay. Cùng các tin chính Hoa Kỳ tuần qua. Chào mừng đến với Hoa Kỳ cho tiết lộ tôi là Chris Chappell. Chính quyền Biden đã áp đặt các lệnh cấm vận lên bảy quan chức của Nga để áp trả việc đầu độc và bỏ tù lãnh đạo đối lập Alexei Navalny. Có gì liên quan giữa Nga và thuốc độc đây? Sao một số nước dường như lúc nào cũng dùng đúng một cách giết người vậy? Người Nga giết kẻ thù bằng thuốc độc. Người Mỹ giết kẻ thù bằng drone. Và người Canada giết kẻ thù bằng lòng tốt và rồi bố gậy hốc và một con nai sừng tấm ngay sau khi chúng mất cảnh giác đừng bao giờ tin Canada nhưng quay lại với đất nước hoàn toàn đáng tin cậy là nga kia một quan chức chính quyền Biden nói rõ ràng là giới chức nga đã đưa ông Navani vào tầm ngắm vì những hành động và nỗ lực của ông nhằm tiết lộ những sự thật không mấy dễ chịu về nạn tham nhũng của giới chức nga và lên tiếng cho những bất bình chính đáng của người dân Nga với chính phủ và các chính sách của họ. Chúng tôi thực thi quyền hạn của mình để gửi một thông điệp rõ ràng rằng việc Nga sử dụng vũ khí sinh học và vi phạm những cam kết của họ về nhân quyền quốc tế sẽ phải chịu những hậu quả nghiêm khắc. Đúng thế, chính quyền Biden sẽ không bao giờ dung thứ cho những hành vi vi phạm nhân quyền đối với những người dám tiết lộ sự thật không mấy dễ chịu về những kẻ cầm quyền. Tôi nghe đây, Charlie. Xem ra chính quyền Biden sẽ không áp đặt cấm vận lên những kẻ vi phạm nhân quyền với những người đã tiết lộ những sự thật không mấy dễ chịu về Ả Rập Xê Út. Một báo cáo tình báo Mỹ kết luận rằng Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman đã ra lệnh giết nhà báo Jamal Khashoggi. Khi còn là ứng viên tranh cử tổng thống năm ngoái, Biden nói chúng tôi sẽ thật sự buộc Ả Rập Xê Út phải trả giá và biến họ thành những kẻ hạ đẳng đúng với bản chất của họ. Nhưng tuần qua, Tổng thống Biden lại nói, Thư ký Nhà Trắng Jen Psaki đã bảo vệ quyết định của chính quyền không cấm vận vị thái tử kia, nói rằng, chúng tôi tin rằng có những cách hiệu quả khác để đảm bảo chuyện này không tái diễn và cũng có thể để lại không gian hợp tác với người ả rập trong những lĩnh vực mà hai bên có thể cùng nhất trí mang lại lợi ích quốc gia cho hoa kỳ đó mới chính là ngoại giao nghe này tôi hiểu ngoại giao rất phức tạp đặc biệt là ở trung đông nhưng kiểu ngoại giao này chỉ cho thấy biden đang gửi một thông điệp rõ ràng rằng ả rập xê út có thể phủi tay trước việc sát hại bất cứ nhà báo nào chỉ trích họ về việc đó, tôi sẽ phải nói rằng tôi yêu Thái tử Mohammed bin Salman lắm. Một người tuyệt vời, lại còn đẹp trai nữa. Còn tiếc sau quãng nghỉ. Chào mừng trở lại. Tuần trước đã diễn ra CPAC, Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ, và trong một bài phát biểu tại CPAC, Donald Trump đã úp mở về việc ông có thể tái tranh cử vào năm 2024. Tôi đứng trước các bạn hôm nay để tuyên bố rằng hành trình phi thường mà chúng ta đã bắt đầu cùng nhau. Chúng ta đã trải qua một hành trình chưa ai từng đi và chưa từng có hành trình nào thành công đến thế. Chúng ta đã cùng nhau bắt đầu từ 4 năm trước và mọi thứ chưa hề kết thúc. Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy phần lớn cử tri cộng hòa sẽ ủng hộ Trump vào năm 2024. Vậy là Cuộc bầu cử 2020 giống như một bộ phim của Liên minh Công lý vậy. Rở tệ. Và giờ, 2024 sẽ là phiên bản Snyder Cut của tập Liên minh Công lý kia. Cũng những nhân vật ấy, chỉ là lần này nó dài hơn, nhiều sạn hơn. Và mặc dù được quảng cáo là sẽ khác hẳn, nhưng chúng ta vẫn đã biết trước kết cục. Và chúng ta vẫn sẽ xem hết từ đầu đến cuối. Nhân nói về một chính trị gia New York khó chịu với cách phản ứng về COVID gây nhiều tranh cãi, hãy nói về thống đốc Andrew Cuomo. Tôi biết, so sánh ông ta với Trump có vẻ không hợp lý lắm. Ý tôi là, thống đốc Cuomo làm gì bị cáo buộc quấy rối tình dục đâu. Tôi nghe đây, Shelly oh oh, Andrew Cuomo đang bị ba người phụ nữ cáo buộc quấy rối tình dục. Tôi thực sự cần đọc hết tin trước khi nói về họ. Một cuộc điều tra đang được thực hiện để kiểm tra những cáo buộc này. Thống đốc Cuomo đã phát đi lời xin lỗi này. Nhưng một số người nói, xin lỗi thôi thì chưa đủ. Phe Dân Chủ ở New York cáo buộc ông lạm quyền và đang gây sức ép buộc ông từ chức. Một thành viên hội đồng bang New York đăng lên Twitter. Không ngạc nhiên khi thấy thống đốc nhanh chóng tìm cách can thiệp vào cuộc điều tra sau khi xin lỗi. Sự lạm quyền này sẽ chỉ tiếp diễn và sẽ khiến chúng ta sao lãng các công việc của lưỡng viện bang. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng việc thống đốc từ chức sẽ là điều tốt cho bang. Một thành viên hội đồng khác thuyết rằng, thống đốc của chúng ta là kẻ thao túng, kiểm soát, lạm dụng, ám ảnh quyền lực, thích săn mồi. Xin hãy từ chức. Tôi không biết sao người ta lại nói ông ta ghê tởm vậy. Đồng ý là ông ta có phần thô kịch, nhưng Andrew Cuomo dường như là kiểu người bạn sẽ muốn đưa về nhà ra mắt bà ngoại nếu chính sách Covid của ông ta không giết chết bà ngoại trước. Để tìm hiểu thêm, hãy xem tập này của chúng tôi về vụ che đậy Covid tại viện dưỡng lão của Cuomo. Ngày càng nhiều người của đảng dân chủ đang gây áp lực buộc Cuomo từ chức. Họ dường như đang chọn lập trường chống lại quấy rối tình dục trong đảng mình và sẽ không bao giờ dùng thứ cho bất cứ hành vi gớm ghiếc nào trừ khi nó liên quan tới lợi ích quốc gia của họ. Tôi sẽ nói thêm sau quãng nghỉ. Chào mừng trở lại. Tên lửa SpaceX của Elon Musk vừa hoàn thành một vụ phóng nữa. Mẫu Starship của SpaceX đã được phóng thử vào ngày 4 tháng 3 tại Texas. Chúng ta đã rời mặt đất. Nó bay lên độ cao khoảng 10 km, tức ngang tầm một máy bay thương mại. Sau đó tự tử hạ cánh nhẹ nhàng và đáp đất như một quán quân. Trước khi nó thất bại. Mọi chuyện ban đầu diễn ra rất trơn tru, và rồi tất cả đều hỏng hẳn. Tám phút sau khi tiếp đất, nó đã nổ tung. Cứ như đang xem sự nghiệp chính trị của Andrew Cuomo vậy. Nhân nói về những thứ có thể phát nổ ở Texas. Texas cùng với Mississippi thông báo họ sẽ gỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang và cho phép các cơ sở kinh doanh vận hành với 100% công suất. Thống đốc bang Mississippi Ted Reeves đăng tweet, chúng tôi sẽ dỡ bỏ các quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại tất cả các hạt và các cơ sở kinh doanh sẽ có thể vận hành hết công suất mà không có bất cứ quy định chế tài nào của bang. Những ca nhập viện và số ca nhiễm đã giảm sâu, và vaccine đang nhanh chóng được phân phát, đã tới lúc rồi. Hay ngắn gọn hơn là, bang Mississippi không cần chữ PPE nữa. Thống đốc Greg Abbott của Texas nói, chúng ta giờ phải làm nhiều hơn để khôi phục lại cuộc sống và trạng thái bình thường cho người dân Texas bằng cách mở cửa Texas 100%. Cần hiểu rằng COVID-19 vẫn chưa biến mất, nhưng rõ ràng là từ sự hồi phục, việc tiêm vaccine, giảm số người nhập viện và những biện pháp an toàn mà người Texas áp dụng thì các quy định bắt buộc cấp bang là không cần thiết. Nhưng ông ấy cũng cảnh báo gỡ bỏ các quy định bắt buộc ở cấp bang không có nghĩa là chấm dứt trách nhiệm cá nhân. Việc các cá nhân thận trọng tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn vẫn là cần thiết để kiềm chế COVID. Chỉ là hiện tại các quy định bắt buộc ở cấp bang là không còn cần thiết. Những động thái này đến vài ngày sau khi Giám đốc CDC Rochelle Walensky cảnh báo rằng những tiến triển trong kiềm chế virus của Hoa Kỳ đang đình trệ, nói rằng mọi thứ vẫn mong manh, giờ không phải là lúc để nới lỏng các hạn chế. Trong khi đó, Tổng thống Biden gọi quyết định chấm dứt bắt buộc đeo khẩu trang của các thống đốc kia là cách nghĩ của người Neanderthal. Tổng thống sau đó kể một câu chuyện dài lê thê rằng ông ta đã gặp một người Neanderthal khi còn là thiếu niên ở Delaware. Và sau vài phút, đội báo chí của Nhà Trắng nhận ra Tổng thống Biden thực ra đang kể lại kịch bản của bộ phim Encino Man năm 1992. Nhân nói về những kho tàng văn hóa về tiến sĩ Seuss. Tiến sĩ Seuss là nạn nhân mới nhất của xóa sổ văn hóa, nhưng có thực vậy không? Tên của tiến sĩ Seuss đã bị Tổng thống Biden loại ra khỏi tuyên bố thường niên về ngày đọc khắp Hoa Kỳ, vốn trùng với sinh nhật của sus vào ngày 2 tháng 3. Thế là, nhiều bài báo xuất hiện nói rằng sách của tiến sĩ Seuss đã bị cấm ở một học khu ở Virginia. Tuy nhiên, những bài báo trên có lẽ đã gây hiểu nhầm đôi chút. Trong một thông cáo, các trường công ở hạt London nói rằng họ không cấm sách, mà chỉ là không cổ suý mối liên hệ giữa ngày đọc khắp Hoa Kỳ với sinh nhật của sus Điều mà từ xưa tới nay vẫn luôn như vậy. Với lý do là gì? Có phải vì họ cho rằng cuốn All oh, the Places You Go là phân biệt đối xử người khuyết tật, hay là vì cuốn Green Eggs and Ham là sự bất kính trắng trợn với sự đồng thuận? Hay vì No Means No, xem I Am không, đó là vì phân biệt chủng tộc. Lý do của các trường công hạt London là nghiên cứu trong những năm gần đây đã tiết lộ thái độ kỳ thị chủng tộc mạnh mẽ trong rất nhiều cuốn sách được viết hoặc minh họa bởi tiến sĩ Seuss. Khó mà phủ nhận khi nhìn vào những bức tranh như thế này, thế này, và thế này, minh họa người thiểu số thành đối tượng biếm họa khuôn mẫu. Tranh luận rằng tiến sĩ Seuss phân biệt chủng tộc đã kéo dài trong nhiều năm qua, một số cáo buộc rằng ngoại hình của chú mèo trong chiếc mũ trông giống người da đen. nếu cáo buộc đó là đúng, thì đây hẳn là tạo hình gây khó chịu xếp thứ hai về nhân vật đó. tuy vậy, các trường công hạt Lourdes quả quyết rằng sách của tiến sĩ Seuss vẫn được đưa vào trong các thư viện và các lớp học. tuy nhiên, tiến sĩ sus và sách của ông ấy không còn là trọng tâm của ngày đọc khắp Hoa Kỳ tại các trường công hạt Lourdes nhưng mặc dù sách của tiến sĩ suýt không bị các trường ở virginia cấm thì chúng vẫn bị cấm bởi công ty tiến sĩ suus công ty này phụ trách việc xuất bản các tác phẩm của tiến sĩ suus nói rằng họ sẽ loại bỏ sáu cuốn sách trên họ cho biết chúng tôi lắng nghe và tiếp nhận phản ánh từ độc giả gồm các giáo viên học giả và chuyên gia trong ngành trong quá trình duyệt sách Quyết định này được xác nhận bởi cô Luck gray Diamond Case, con gái riêng của vợ Sus. Cô này nói, tôi nghĩ vào thời đại này đó là một quyết định khôn ngoan. Tôi nghĩ đây là một thế giới đang bị tổn thương và chúng ta phải rất nhẹ nhàng, cẩn thận và tốt bụng với nhau. Cô bày tỏ hy vọng các cuốn sách ngày nào đó sẽ được xuất bản trở lại và bình luận về bố dựng đã khuất như sau. Không có máu phân biệt chủng tộc nào chảy trong người ông. Ông rất nhạy cảm và rất quan tâm tới thế giới và những người xung quanh. Trong khi đó, sau khi tiến sĩ Seuss trở thành đề tài tranh luận mới nhất về xóa sổ văn hóa, sách của ông giờ đang chiếm lĩnh danh sách bán chạy nhất trên Amazon. Chỉ có một lời giải thích thôi. Người Mỹ quả là phân biệt chủng tộc. Nhưng mặc dù tiến sĩ Seuss không bị xóa sổ theo cách mà tờ New York Post làm ra vẻ như vậy, chuyện này làm dấy lên một câu hỏi thú vị. Cuốn sách dành cho trẻ em nào sẽ bị hạ bệ tiếp theo? Và vì lý do gì? The little engine vì góp phần và biến đổi khí hậu. Weather white things are vì làm số mặt cộng đồng cáo furry. If you give a moose a cookie vì là cửa ngõ tới chủ nghĩa xã hội. Ngừng đi ăn xin và tự đứng dậy với đôi giày nhỏ xíu của người đi. Còn chuột ngu ngốc kia, Thật ra thì, thôi bỏ đi, cuốn sách đó sẽ không bị xóa sổ đâu. Trên thực tế, con chuột đó xứng đáng được nhiều bánh quy hơn để nó có thể đạt được công bằng về bánh quy. Nhưng điều đó sẽ không ngăn được chú sâu háo ăn bị rút khỏi kệ vì cười nhạo người béo. Vậy các bạn nghĩ sao về những tin tức mà chúng tôi đem đến? Hãy để lại bình luận. Và xin nhớ, Hoa Kỳ chưa tiết lộ được tài trợ chủ yếu từ khán giả. Nhớ truy cập patreon.com gạch America Uncovered. Hãy đóng góp một đô la hoặc hơn cho mỗi tập. Chúng tôi dựa vào sự hỗ trợ của các bạn để tiếp tục sản xuất những tập thật hay. Một lần nữa tôi là Chris Chappell. Cảm ơn đã theo dõi Hoa Kỳ chưa tiết lộ.